Theo bạn, một người làm bán báo dạo ở ngoài đường có thể gom đủ tiền mua cho mình một căn nhà ở giữa thành phố đắt đỏ New York hay không? Khó tin, nhưng đó là trường hợp của anh Steve McKay, chàng trai nghèo đến từ châu Phi. Anh này bị bại liệt từ nhỏ, sống lang thang ở khắp nơi trên vỉa hè, hầm cầu và anh bán báo để kiếm sống. Một lần, khách mua báo của anh đã thốt lên: "Tội nghiệp quá, sao lại có thể để một người tàn tật như vậy đi bán báo nhỉ?" Steve cảm thấy mình thật là đáng thương hại khi đang ở dưới đáy của xã hội. Anh đứng rất lâu trước shop thời trang để rồi đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời khi chi 15.000 đô la là khoảng 350 triệu đồng để mua một loạt những cái bộ vest sang trọng và bắt mắt để tiếp tục đi bán báo. Sự thay đổi này giúp số lượng báo của anh bán mỗi ngày đang từ 40 tờ lên đến 400 tờ. Những tòa soạn nổi tiếng cũng thuê anh với mức lương cao để bán báo cho họ. Hình ảnh Steve McKay mặc những bộ vest thời trang có chút lòe loẹt ngồi xe lăn bán báo được truyền thông quan tâm và trở thành một hiện tượng nổi tiếng. Người ta gọi anh này là bậc thầy của marketing và bán hàng. Sau 6 tháng thì anh đã thu hồi được tất cả vốn mà mình đã bỏ ra. Một năm sau, anh chuyển vào sống trong một căn hộ ở New York với giá thuê là 1.000 đô một tháng. Sau 2 năm, anh mua đứt căn hộ đó và có tài khoản tiết kiệm lên đến 50.000 đô. Steve cho rằng sẽ rất bấp bênh nếu mà một người tàn tật như anh chỉ biết kiếm tiền bằng sự thương hại. Nhưng có sự đầu tư, kỹ năng và chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tốt hơn mỗi ngày. Bạn có học được điều gì từ câu chuyện của người đàn ông này không? Hãy comment cho Kim biết nha!